À, sau đây là kết quả bốc thăm của giải đua thứ tư. Số 1 là Sầm Hóp, số 2 Sòm Dương Khê, 3 Sòm Trông, 4 Sòm Rú, 5 Sòm Đông, 6 Sòm Trè, 7 Sòm Chùa và 8 là Sòm Đình. Giải này là lái trên băng quang, ra lồn về rốn, lên thường lưu, đi 3 vòng 6 tàu, về lồn về rốn mà vào. Khi vào thì các lái cầm thẻ để nộp cho ban tổ chức. Số 1 là Sầm Hóp, 2 là Sòm Dương Khê, 3 là Sòm Trông, 4 Sòm Rú, 5 là Sòm Đông, 6 Sòm Trè, 7 Sòm Chùa và 8 là Sòm Đình. Giải này là do nhà xe quốc gia trao giải, trị giá giải thưởng là 4 triệu đồng. À, xin trân trọng kính mời anh ra sáng để phản lệnh. Hết mua cái xuất phản văn đẩy đi. Để cho nó ổn định lẽ con ngoài. Ôi hủng, em cứ đánh con hôi hủng, tút. Ba vòng thảo ta tút hủng. Chào bé, chào ba con đẩy. Đề nghị các ghe vào ổn định vị trí để tiếp tục giải đua. Giải này là lái ở trên băng quang, đề nghị các lái lên băng quang, ra lồn về rốn, lên thường lưu, đi 3 vòng 6 ta về lồn về rốn mà rào vào. Thì đề nghị các lái là đứng ở số thứ tư của xóm mình. Đề nghị tất cả các lái đứng ở số thứ tư của xóm mình. Đề nghị các lái là xuống khỏi ghe. Đề nghị các lái xuống khỏi ghe và đứng vị tay vịn vào số thứ tư của xóm mình. Đề nghị xóm đình, đề nghị lái của xóm đình. Đề nghị lái của xóm đình xuống đứng đúng vị trí và tay vịn vào là số thứ tư của xóm mình. Tất cả các xóm. Các xóm kiểm tra lại cái bằng bằng của cái bằng về đi nè. Bằng này đừng về nha. Xuất phát.
đạp ghé nó đi lên rồi. Đừng có đạp cặc lên treo mà. Đang tiến về bàn quang để hoàn thành vòng thi đầu tiên là xóm Đình, thứ hai là xóm Chùa và thứ ba là xóm Rú. Xóm Đình đã hoàn thành vòng đua đầu tiên. Hiện nay đi trước băng quang, tạm nhận đầu là xóm Đình, kế thứ hai là xóm Chùa và tiếp tục thứ ba là xóm Rú. Xóm Hóp là đứng thứ tư. Đi qua trước bàn quang là xóm Đông, xóm Trong, tiếp theo xóm Đông là xóm Trẻ, xóm Dương Khê hoàn thành vòng đua đầu tiên. Giải đua này là giải đua thứ tư trong buổi sáng. Giải đua này là được Gia Xe Quốc Gia tài trợ và hỗ trợ. Giải tiếp theo là giải thứ năm, là giải được trao thưởng bởi công ty trách nhiệm QT Nguyễn Hoàng. Lên đây.
Nam bơi cũng được là chịu. Các đội đua ở tốp đầu chuẩn bị hoàn thành vòng đua thứ hai. Hiện nay Trực Băng Quang đi qua Trực Băng Quang tiếp tục là xóm Đình dẫn đầu, xóm Chùa thứ hai và xóm Rú thứ ba. Hiện tại cuộc đua rất gay gắt, còn ba ghé đi cuối mà vẫn còn kèm sát. Hiện đây là xóm Trông là đi thứ 5, thứ 6, Dương Kế thứ 7 và xóm Đinh là thứ, quê xóm Sông Tre là thứ 8 mà vẫn còn bám sát lại nhau. Hiện tại giải thứ tư đang cả ghe đang lồn ve rộn đi vào tại Trực Băng Quang. Xóm Đình về giải nhất, xin mời xóm Đình đưa ghe về tại xóm của mình luôn. Về thứ hai là xóm Chùa, đề nghị xóm Chùa đi luôn.
Thứ ba là chòm rượu. Hiện nay là thứ tư và thứ năm đang tranh giành. Đề nghị cả cái, đề nghị của thuyền viên, thuyền cái. Đề nghị thứ tư là chậm hợp, đề nghị chậm hợp đi luôn, cái chậm hợp đưa về tài sản của mình luôn. Rồi rồi. Thứ năm là chậm đông. Hiện tại đứng thứ sáu. Rồi ba sáu dài Nguyễn Hoàng ba dài Tâm đi. Trừ sẵn quân lùi ra luôn đấy cho chứ gán cỏ nói bò bò vốn được. Đề nghị đại diện các xóm tiến về băng quang để nhận giải. Đề nghị đại diện của các xóm về băng quang để nhận giải và tiến hành bốc thăm giải tiếp theo. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn gia xe quốc gia đã tài trợ cho giải thứ tư. Giải nhất là Sóng Đình. Đề nghị đại diện của Sóng Đình. Thứ hai là Sóng Chùa. Ba là Sóng Rú. Bốn là Sóng Hấp. Năm là Sóng Đông. Sáu Sóng Trẻ. Bảy Dương Khê và tám là Sóng Đông. Số 6 là Sóng Trẻ. Khoan khoan, đề nghị các đại diện nhân dạy là đứng lại chúc Tấm Pin lưu niệm đối với thêm gia sư các gia. Đề nghị các đại diện cho các xóm nhân dạy. Thay mặt cho ban tổ chức cái giải đua thuyền truyền thống của làng Đông Dương, xin cảm ơn toàn thể là các tập thể cá nhân đã ủng hộ cho giải đua thuyền làng văn hóa Đông Dương năm 2024. Để đảm bảo về mặt tổ chức thì giải đua thuyền truyền thống của làng Đông Dương năm 2024 là được sự quan tâm, đặc biệt là được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và toàn thể bà con đồng lòng chung sức để tạo nên cái lễ hội đua thuyền truyền thống của làng Đông Dương. Để thành công tốt đẹp hơn nữa thì đề nghị là toàn thể các đội thành viên là đội đua thuyền là thực hiện công tác là đảm bảo an ninh trong công tác là đua thuyền và không được xô ẩu gây gổ đối với các thuyền viên. Để đảm bảo cho được cái công tác là an ninh bảo vệ thì đề nghị các anh công an là thực hiện cái công tác là có những ghe mà xô sát nhau thì đề nghị can thiệp gấp, đặc biệt liên quan đến các cái gia tài trợ là ban tổ chức, ban vận động và ban tổ chức giải là cảm ơn toàn thể các tập thể cá nhân đã ủng hộ và gửi lời chúc đến cho ban tổ chức để thực hiện cái giải đua thuyền truyền thống của làng Đông Dương được thành công tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn toàn thể.